Chào em. Chào ạ. Anh là Tuân đến từ chương trình Real Life, em là Tâm đúng không? Vâng em. Ban nãy anh vào đây anh thấy Tâm từ ngoài kia rồi, nhưng mà anh thấy Tâm hơi trầm tư một tí xíu. Vâng, em trầm tư và em suy nghĩ nhiều lắm anh. Lúc trước á, em nhiều show lắm. Một đêm và một ngày lúc em có thể chạy 5 đến 7 show. Nhưng mà dạo này hả, người ta ra cái chương trình laptop và máy vi tính. Người ta muốn cái dàn nhạc âm thanh lại người ta hát, người ta không muốn mình nữa. Khi mà em lo nghĩ về cái công việc tương lai của mình á, thì em có cái định hướng gì khác? Bây giờ em đang vừa đi học nghề và bây giờ em học được 3 tháng rồi. Bây giờ em cũng đang liên kết với nhỏ em của em để mở một cái spa nhỏ. Thì em phải định hướng cho mình một cái nghề nào ổn định để sau này mình lớn tuổi mình vẫn có thể mình làm. Cái công việc của em là như vậy rồi, cuộc sống của em có sẵn lòng dẫn mọi người về những cái chỗ làm việc hay là về ngay cả nhà của mình để gặp người thân của mình? Vâng, em sẽ sẵn lòng. Nhưng mà trước khi đó thì anh muốn Tâm gửi cho mọi người của chương trình Real Life một bài hát như là món quà tặng được. Vâng, em có thể gửi. Bản nhạc này rất là có ý nghĩa đối với em. Xin mời quý vị cùng đến với phần trình diễn của ca sĩ Tina. Cho con cánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh cả đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con bên trời. Ngày xưa mẹ gánh ngã ơi, cho con gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Xin mời quý khán giả của chương trình Real Life hãy cùng theo chân của bọn Tuân để về với ngôi nhà nhỏ bé của Tâm và cùng tìm hiểu là hai mẹ con đã trải qua những điều gì trong cuộc sống nhé. Xin mời mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với con đường Phạm Thế Hiển, quận 8 để đến với căn nhà nhỏ xinh của gia đình của Tâm và để gặp Tâm và mẹ của Tâm, để mọi người biết đến nhiều hơn về cuộc sống, về gia đình và tất cả mọi thứ mà hai mẹ con đã trải qua. Cháu chào cô, chào Tâm. Mình ở nhà này là từ hồi bé đến giờ hả? Dạ, em ở đây cũng hồi bé tới giờ, ở chung với mẹ. Ôi cô, sao cô xúc động? Sao vậy mẹ? Thương con. Thì nhỏ lớn lo làm ăn, nuôi mẹ, nuôi đàn em. Là từ hồi bé là Tâm đã phải làm lụng rất là nhiều. Một tay nó từ trong ra ngoài, lo trong gia đình, lo tên cho em, cho tất cả trong gia đình. Có một tay nó thôi. Có một người con giỏi như vậy mình cũng hạnh phúc thôi. Ảnh diện là nó có hiếu nhất trong ngày xưa, nó học giỏi nhất á. Tất cả trong trường nó là hạng nhất, nhất không học giỏi nhất. Ở sau nó không chịu đi học nữa, nó mới đi làm cái nghề ba nó không cho. Nó đòi này đòi nọ, nó đòi tự sát cái gì, nó đòi học theo cái nghề của nó. Nó nói là mẹ ơi, giờ con nó vướng vô cái nghề này rồi thì thôi mẹ tha thứ cho con để con nó hả trả hiếu cho mẹ. Em nghỉ học là do em không thích học nữa hay là do em thấy cái việc kiếm tiền nó quan trọng hơn? Lúc đó em đi học rồi xong đi học, vừa đi học thì em có buổi tối em hay đi chơi với mấy chị đó, chưa có chuyển giới nhưng mà chị đó giả gái. Em thấy đẹp quá, em thích, giống như từ nhỏ em rất là thích làm con gái, em thích mặc đầm. Sinh ra lúc đó em ở bên nhà nội, em thích cái đầm màu hồng gánh sen của cô Út lắm. Em mặc đầm, cái nội nghĩ là em là con nít còn nhỏ nên nội em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Con còn lúc đó con mới có 1-2 tuổi à, đầm nó 3 xe. Tuổi lúc đó nó 3 tuổi thì nó thích cái giả gái ấy mà, nó mặc cái này mặc cái nọ, ba nó la hoài. Nhưng mà trong lúc cô thấy Tâm á thích mặc đồ con gái như vậy, trong đầu cô có suy nghĩ về cái chuyện là con của mình không giống như những đứa trẻ khác không ạ? Có, nó đi chơi với mấy cái người
mấy đứa B á, mà ba nó cấm bằng cách nào nó cũng không chịu. Chỉ nó nói mẹ ơi, thôi vợ mẹ thương con á, mẹ cho con đi theo mấy người đó đi, mẹ mà làm sao bỏ được con. Dạ. Nên Hải phải chấp nhận hết để đi, mà sao nó sống nó không có nhờ cậy vậy hả mẹ em út gì hết á, lo một thân một mình. Tới ngày hôm nay nó lớn rồi, bây giờ nó bao gồm hết chuyện gia đình một tay nó không. Ba nó mất rồi là nó lo hết. Cô ơi, nhưng mà khi mà cô chấp nhận cho Tâm đi như vậy á, ở trong lòng của cô có cảm thấy là mình đã mất đi một điều gì đó? Có, rất là buồn á, nhưng mà thôi kệ, con mình mà làm sao mà mình bỏ nó được. Cũng phải chấp nhận cho nó đi theo con đường của nó mơ ước. Đâu có ngờ nó lớn lên, nó càng ngày lớn lên thì nó là giỏi dạ. Không nhờ cậy bên nội bên ngoại cũng không nhờ, mà mẹ cũng nhờ, chỉ là lập cái bản thân nó tự lập, rất là hãnh diện đối với đứa con mình vậy. Có bao giờ mẹ nói với Tâm là mẹ rất là hãnh diện nói riêng với em không? Dạ, mẹ chưa từng nói với em dù hãnh diện á. Hồi nhỏ em học giỏi lắm, lúc nào cũng là lớp trưởng á. Em học cấp 1 á là em làm liên đội trưởng ở trong trường. Cấp 2 á thì lúc đó em làm liên đội trưởng của trường luôn. Nhà trường rất là thương em. Năm đó năm lớp 8 á, ba em mới đánh em hoài, em đi chơi ban đêm đánh em hoài. Em thích giãn gái, lúc đó em đụng ngực bằng mấy cái bao cao su bỏ bằng nước vào á. Em đụng ngực, em đứng ngoài trước hẻm em chơi vậy đó. Cái ba đi ngang về, thấy ba về ba đánh rồi xong cái ha. Ông nói, bây giờ ông viết đơn từ em. Em cũng lúc đó như là mình, không phải là mình không thương cha, nhưng mà cha đánh hoài em chịu không có nổi. Nên em phải viết đơn từ luôn, thấy em buồn, có lúc em tự tử nữa, em thắt cổ nữa. Nó nhập viện rồi lên công an. Nó thắt cổ. Rồi có bác nó là chị của ba. Thách nó dám làm không? Nó tự bỏ cổ vô, nó thắt cổ nó chết luôn. Lúc đó thì phát hiện thì mới kêu ba nó phải lên trên nó cắt cho nó. Ba em buồn tại vì em muốn trở thành một người con gái. Em muốn là con gái. Từ nhỏ rồi em muốn là mình là con gái, mình thích để tóc dài, thích làm những cái điều mà con gái làm. Cái em mới làm như vậy. Rồi xong ba kêu viết đơn, em vẫn viết đơn từ ba. Không phải là em bất hiếu, tại vì ba đánh hoài, giống như là muốn bất chấp để mọi thứ để trở thành chính mình, là con người chính mình, là một người con gái, giống như là một người con gái hoàn thiện chính mình thôi. Năm đó năm lớp 8, từ năm lớp 8 là ba không có đánh em nữa, không có đánh một cây nữa. Đi chơi đêm về chửi xong rồi vô ngủ vậy thôi. Nhưng mà em vẫn học giỏi, vẫn lớp 9, vẫn học, vẫn thi chuyển cấp vô trường hệ A. Gia đình em hãnh diện lắm. Nhưng mà tại vì em thích là con gái nên em nghỉ học lớp 10. Cả gia đình ai cũng tiếc. Năm đó là năm lớp 10, em đứng thứ 9, có 12 đứa học sinh giỏi à. Mà anh biết lớp 10 học sinh giỏi rất là khó. Em nghỉ học mà gia đình em tiếc, em trốn ba trốn mẹ đi đổi tóc giả để xin vô show để hát đó. Mà đi show hát lúc đó là em là lương của gái C. Trong cái đầu óc em nghĩ là mình bây giờ mình đi học vô trong trường, cái xã hội nó đâu có chấp nhận đâu. Xã hội nào mà chấp nhận mình là con gái mình đi vô công ty mình làm. Nhưng bây giờ thì xã hội đã chấp nhận rồi. Có nhiều bạn chuyển giới vẫn làm công ty. Nhưng mà lúc đó là em cái suy nghĩ em bồng bột khác. Cái thời hồi xưa tất cả mọi thứ nó đều nặng nề lắm, chứ nó không có được dễ dàng như bây giờ. Nhiều lúc em đi show đi thức đêm á, cái em thấy mấy chỗ đám ma vòng vòng ở quận 8 á. Em chạy em coi như chị, mấy chị Thúy Loan, chị Mỹ Dân, chị Thanh Thảo rồi nó hát. Em ước mơ, cái điều đó là điều ước mơ của em, là một ca sĩ, một người đi theo hát đám ma như vậy á. Ba em không chấp nhận em là con chuyển giới. Nhiều lúc ba tư vấn, ba gọi điện thoại lên trên đài. Lúc đó là đâu có mạng xã hội và không có nhiều cái mạng phương tiện truyền thông để dạ đúng rồi, phương tiện ba chỉ gọi lên tổng đài tư vấn về giới tính á. Ba em buồn nhưng mà không phải là em bất hiếu với cha mẹ, em chỉ sống về là mình muốn trở thành người con thật của em, là người con gái thôi. Cô ơi, khi mà một cái người con mà vừa giỏi vừa ngoan của mình quyết định nghỉ học, lúc đấy cô cảm thấy là nhưng mà nghĩ tới con mình mà ấy, nó sanh nó ra bây giờ nó muốn thì mình làm sao cản được.
rồi tôi cũng chấp nhận cho nó đi con đường của nó. Có bao giờ cô đã từng nghĩ là đây là một cái bệnh mà có thể chữa được cho Tâm không ạ? Có, đầu tiên á, phát hiện ra nó đi tư vấn là chữa được, nhưng mà sau này nó quá gì rồi, cho nên nó hả đi tư vấn bác sĩ nó thôi. Bây giờ nó đã muốn con đường nó thì giờ anh cũng phải chịu đi, cuối cùng á ba nó cũng phải chấp nhận thôi. Tại vì nó đâu phải là bác sĩ mà, bác sĩ tư vấn về á hả, tư vấn mấy người mà giống như là tư vấn tâm lý đại, tư vấn tâm lý ba em hay gọi điện thoại gì đó. Em có xu hướng hơi nữ tính như vậy á, em có bao giờ bị các bạn ở ngoài hay là ở trong trường bắt nạt em không? Người ta hay chọc em là giống như những người mà người ta đi ở ngoài đường hoặc là bạn bè em á cũng nói em BD, nhưng mà tại vì em vừa học giỏi mà em vừa lanh mà vừa làm lớp trưởng nên không ai chọc em hết. Chỉ có mấy anh chị lớn như tầm khoảng em học lớp 1, lớp 2 cái đi ngang qua thấy mấy anh chị lớn hoặc là lớp 4, lớp 5 này nói em BD vậy thôi, thì em cũng thấy lớn, em cũng im, em không nói gì. Có bao giờ cô chú đã từng có một cái cuộc tranh cãi về cái sự thay đổi của Tâm không ạ? Ai hay vợ chồng gây lộn hoài cái vụ nó vậy đó. Rồi cuối cùng á hả cũng phải che chịu thôi. Nó nói là mẹ ơi, thôi bây giờ á con mẹ cho con xin á, cho con đi xin làm BD. Con mới là sống còn có à, con chết tối cũng nói với lại ba nó thôi tôi à. Ông mà giờ nó nói vậy rồi thôi giờ á mình cũng phải chấp nhận đi chứ bây giờ làm sao con mà làm sao mình bỏ được. Mà ba nó cứ la hoài, cái tối cái hả nó về nó kêu cửa, cái chạy lén lén ra mở cửa. Sao nghĩ là cô đã từng trải qua một cái giai đoạn mất ăn mất ngủ vì cái chuyện đó luôn. Đúng rồi. Cứ tối nào á thì nó đi á, tối về nó kêu cửa là bà ổng bắt đầu ổng kiếm chuyện ổng gây. Cái chuyện nào mà ổng gây á chạy lên trên lầu ngủ để ổng nằm dưới này rồi thôi à. Ổng nín à. Lúc mà em chưa chuyện giới á, ba ổng thích em. Thời gian sau này em đi hát đám ma, em đi hát hội chợ, em mua quà, mua đồ về. Em cách đây cũng mới mười mấy năm rồi, là lương nó lúc đó em có 3,5 triệu thôi. Mà em mua quà về là 1,000,000 rồi em đem về cho gia đình. Ba em cho tiền quà, những cái gì vật dụng gì cần thiết của gia đình mẹ em đều lo hết trơn. Bởi từ đó ba em thương em, khoảng cách chừng 2-3 năm em mới đi hát, em dành dụm đó. Mới em chuyển giới thành con gái luôn á. Lúc đó ba em mới hãnh diện, ba em giống như là ba hãnh diện mà giống như là thôi kệ đi, miễn sao con mình nó có hiếu, nó biết lo cho gia đình. Bởi nhiều lúc em thương ba em lời nói đó. Các bậc phụ huynh đó thường phải đối mặt với áp lực từ gia đình và những người xung quanh rất là nhiều. Và cô chú đã cùng nhau vượt qua cái đó như thế nào? Con mình nó vậy rồi ở ngoài đời á, nó đi ra người ta nói mày có đứa con trai bây giờ mà mất giống mày, bây giờ thành BD. Mày không biết mắc cỡ, nhiều người ta còn chửi mẹ ở có đứa quá cho nên mày mới có đứa con BD. Rất là buồn, nhưng mà nghĩ không có cần những cái miệng đời ngoài đường, mình chỉ cần con mình cũng đau lòng lắm, nhưng mà kể miệng đời mà mình làm sao mà tránh được. Có bao giờ cô tự trách mình là vì sao mình lại sinh ra một người con như vậy không? Mình sinh con mà đâu phải sinh lòng đâu. Khi mà em quyết định đi chuyển giới là năm đấy em bao nhiêu tuổi ha? Em tầm 21 tuổi. 21, em có hỏi ý kiến của mẹ, bố mẹ chưa? Không, lúc đó em đã để dành tiền rồi. Em với một người bạn của em là hai người tiết kiệm lại. Thì tháng 4 tụi em mới đi. Nhưng mà một người bạn chuyển giới giống em luôn, nói em là giống như quết thời trang đứng trên sân khấu là không giống con gái, đồ nào, một cục như này nọ đó. Cái em cũng buồn, em buồn liền. Khi em về em bốc vé là có chị Trà My, là chỉ dẫn chị Diễm Châu đi qua bệnh giải phẫu. Em đi ké đó, là mình được tiết kiệm lại cái khoản phí đó đó. Thời em giải phẫu lúc đó năm đó có đô là tầm khoảng 1,6 triệu năm chục. Ồ, vậy là lâu rồi. Dạ em giải phẫu lâu rồi, là năm 2009. Nhưng mà em không hỏi là hỏi ý kiến của bố mẹ luôn. Lúc đó em đã làm giải phẫu ngực trước một năm, đó là 2008 rồi. Rồi trước khi em làm ngực á, em có hỏi mẹ em là con có nên làm hay không? Dạ mình trước khi lên ngực là giống như là em đã đi hát, em kiếm tiền, em lo cho mẹ rồi. Ý là đã mẹ với ba cũng là chấp nhận em là người con gái rồi. Em có làm ngực là em có nói mẹ ơi con đi Thái Lan giải phẫu, ba đi Thái Lan giải phẫu. Cái kinh tế của mình á thì mình vững, mình có thể lo cho mình được. Nhưng mà như anh nghĩ là mình phải chuẩn bị tâm lý cho cả phụ huynh của mình nữa. Lúc đấy cô biết là Tâm chuẩn bị đi á thì có nghĩ một, là một bữa đó đó nó mới nói mẹ ơi mẹ con xin lại mẹ cho con lại con ngại chuyển giới thì mẹ thì nó có quyền nó lại
Nó nói mẹ cho con xin con đi mẫu xẻ có nói nhưng mà cũng phải chấp nhận cho con mình nó đi. Thì nó thấy nó là người con có hiếu, mà nó lo này lo nọ thôi kệ cũng cho nó đi vậy hả. Nó chuyển giới, nó chuyển về nó nói mẹ mẹ con mẫu rồi nè mẹ. Thì nó chỉ cho một mình mẹ mình biết thôi là nó mẫu. Lúc đấy thì cái nỗi lo ở trong lòng cô là những cái nỗi lo gì ạ? Lo nó về nó nằm giờ nào là đau đớn rồi này nọ. Lúc đó đau đớn. Lúc đó mẹ em hả là người để cái thao mà rửa đâu này nọ, vệ sinh mà lúc đó hả, vệ sinh phụ nữ đó nọ, mẹ em lo hết. Giống như là mình giải phẫu về lúc đó là có mười mấy ngày thôi, về là nằm phải nằm. Mình nghĩ là mình đứt cái tay chút xíu thôi mà mình còn đau không chứ. Nó là mổ xẻ cực kỳ, nó làm nó mổ xong thì bắt đầu nó đi làm này vậy, đi hát thêm cái gì đó có tiền. Thì nó lo trong lo ngoài, nó lo cho em nó lo hết mọi chuyện trong gia đình. Và sau tất cả, mẹ vẫn là người thương con nhất và chấp nhận cuộc sống của con, thậm chí là hãnh diện về con. Và tình cảm gia đình luôn là nguồn cảm hứng để Tâm phấn đấu và cố gắng hơn nữa trong cuộc sống. Bây giờ mình qua chuyện tình cảm đi. Từ khi em làm hình hài của một người vẫn là con trai đến bây giờ khi là một con gái xinh xắn như vậy rồi thì em đã trải qua bao nhiêu mối tình và nó có những cái gì để em xuôi không? Em có quen một người con trai, lúc đó em chưa chuyển giới nè. Người đó giống như là quậy quọ quá, đặt túi ngập về em chia tay luôn. Qua người thứ hai em ở với người đó được 5 năm. Lúc đó là ba em không có cho về nhà ở, em phải quỳ lại xin ba em. Vì sao ba em không cho về nhà? Ba em nói là giống như là những người chuyển giới là hay giống như lo lắng cho người đàn ông. Ừ, là có nghĩa bố em sợ em bị lợi dụng. Bố em sợ em bị lợi dụng rồi. Người đó chỉ chở em đi hát, lo lắng cho em sách dép, rồi nè nó cho em mang, sách guốc cho em mang vậy thôi. Rồi ở chung rồi nó quen được 5 năm. Sau 5 năm đó em chia tay, xong cái mẹ em té, mẹ em bị mất một ngón tay. Lúc đó cái vào bệnh viện, cái có một người đó là Led tự nhiên thích em. Người đó cứ nhắn tin qua lại với em này nè. Các em cũng thấy như bạn bè. Cái xong lúc đó mẹ em vô phòng mổ á, em một mình nè. Tại vì lúc đó em ruột của em là sinh đứa con đầu lòng, bây giờ là con nuôi của em. Mẹ em bị vậy đó, trong phòng mổ các em mới nhắn tin qua lại, mới người đó đòi quen em, thương em. Một ngày cho em 500 ngàn, được tầm khoảng 9 ngày. Có mua cua, mua đồ đem lên cho mẹ em nấu nữa. Cái qua mấy ngày sau em đi hát, cái ghen tuông em quá. Từ giờ nhỏ em đã thích làm gái. Em yêu một người con trai, con trai, chứ không yêu một người gay nha. Em yêu là yêu trai thẳng. Cái tự nhiên cái bữa đó, cái tự nhiên em bừng tỉnh dậy, em nói ủa 500 ngàn thì một ngày mình có thể kiếm được 500 ngàn, tại sao mình lại ép buộc tình cảm như vậy. Em cảm động tại vì người đó lo lắng cho em lúc mà mẹ em bị ấy cái tai nè. Từ cái người lết đó xong là em có quen một người đàn ông nữa, quen được năm mấy, xong anh đó cũng đi lấy vợ luôn. Và bây giờ ha, em không quen ai chứ. Em thích ở một mình, đi làm lo cho gia đình, chơi chung với những chuyện em chuyện dơ. Nhưng mà mình cũng phải đôi lúc thấy cô đơn chứ Tâm ha. Đôi lúc em cũng thấy cô đơn nhưng mà tự nhiên em cảm thấy như rất là ngộ đi anh ơi. Cũng qua lại nhắn tin đó, nhưng mà tự nhiên nói đi nói lại cái hồi đi khách sạn. Cái qua nói lại cái xong cái dẫn đi quán cà phê đèn mờ. Hình như đa số những người đàn ông kiếm với thế giới thứ ba toàn là về sắc thịt. Là để giải tỏa cái tình dục của họ. Đúng rồi, giải tỏa tình. Em lại không thích như vậy. Mình phải cho bọn họ biết mình là người chuyển giới, nhưng mà mình vẫn có cái giá trị của mình. Mình vẫn khao khát có cái tình cảm, chứ không phải người chuyển giới là một cái công cụ để đàn ông họ thỏa mãn. Hình như là người, hầu hết những người đàn ông đến những người chuyển giới là vì dục vọng. Nói chuyện xong rồi em nói em là người chuyển giới 100% là con gái rồi, thì người ta càng khám phá nhiều muốn hơn. Muốn khám phá nhiều hơn. Nó quen với người đó 5 năm mà ba nó chỉ nói có một câu gì à, Tâm mà Tâm coi vậy á, chồng mày nó còn sướng hơn mẹ mày nữa đó. Mẹ mày lo từ A tới Z đó, còn chồng mày á không có lo gì hả, không có gì đâu. Ổng vừa mất xong á là đúng 49 ngày là nó thôi thằng đó luôn, dứt khoát luôn. Mà nó hay công nhận, nó chưa đứa nào mà nó dũng cảm như nó. Bác cũng công nhận là thằng này nó cũng hay á chứ. Nó dứt là nó dứt liền. Trời xin thằng. Trời là trời, không có kêu thằng. Em chọc mà quá bài quá là người kêu hả? Hồi đó, bây giờ mình nghĩ quá. Là nó là con trai của mình. Mà bây giờ nó đã chuyển giới. Nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng nghĩ nó là con trai. Lớn cỡ nào đi chăng nữa mình cũng nghĩ nó là con trai của mình. Kêu nó thằng Tâm hoài à.
chứ không bao giờ nghĩ ở Tina hay gì hết. Mấy biết. Chàng gai lắm kêu mấy đứa bạn nó nói mẹ sao mày đổi đi, đừng có kêu đó thằng Tâm. Tao kêu nó bằng thằng Tâm không à. Hồi lúc ba anh còn sống không biết em thương gia đình lo cho gia đình, nên những người mà chuyển giới như tụi em lại nhà em bình thường à, vui lắm. Ba em cũng giỡn hoài luôn, nhưng mà nói chung là ba mẹ em từ hồi mà cảm hóa được em rồi đó, thương em rồi á, cho em chuyển giới rồi, bạn bè em tất cả mọi người lại đến đây đều, ba mẹ em đều thương và lo lắng. Anh rất cần một cái thông điệp của em đến những cái người chị em chuyển giới, làm sao để mà mình có thể xoay chuyển cái tâm lý của phụ huynh từ những người rất là phản ứng mạnh với cái điều này, quay sang trở về chấp nhận mình và yêu thương mình. Thì em mong là họ là cố gắng và quyết tâm học một cái nghề nào đó mình yêu thích và mình đã chọn. Mình phải hiếu thảo với cha mẹ, sống bằng con tim. Đứa con này chuyển giới đã là bất hạnh về giới tính rồi, nhưng nó biết có hiếu, biết lo lắng cho gia đình, ba mẹ sẽ chấp nhận về giới tính của mình thôi. Cháu thay mặt chương trình và khán giả cảm ơn cô đã dành thời gian để mà chia sẻ những cái câu chuyện rất xúc động của gia đình mình và những cái góc khuất mà không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ cho mọi người đâu. Em bắt đầu cái công việc và em học cái nghề này bao nhiêu lâu rồi Tâm? Thì em học được tầm khoảng 3 tháng mấy, gần 4 tháng. Nhưng mà người truyền cảm hứng cho em là một đứa em gái của em, đó là bé Nga, bé Thiên Nga, bé mà 100kg á. À, Thiên Nga tham gia chương trình của anh rồi đó hả? Vâng, dạ, người đó là người truyền cảm hứng cho em. Nó nói em là đi hát, lớn tuổi rồi. Thì giống như là nó mong lung, nó không có phải là ổn định, là ổn định nữa. Với lại cái thứ hai, xô xiếc bây giờ người ta đâu có chuộng những người chuyển giới hát nữa đâu anh. Mình hát lô tô thì cũng bữa đực bữa cái anh ơi, chứ đâu có phải là thường xuyên như hồi lúc trước. Nên em phải kiếm cái nghề em học. Thì nghe nói em là thôi chị đi học mà nghề phun xăm đi, hai chị em mình làm chung. Vậy trước khi Thiên Nga đề nghị cái vấn đề đó thì em có suy nghĩ sang một cái hướng khác không? Em cũng nghĩ là thôi kệ, thôi đi hát, thấy cũng lay rai xô, nhưng mà em thấy giờ này ít xô quá. Nó nói cũng đúng, giờ thí dụ mình bỏ ra mình đi hát hội chợ luôn á thì hả, xa nhà nữa, nên em thôi em cố gắng em đi học cái có nghề. Khi mà mới học cái nghề này thì em có gặp nhiều khó khăn không ta? Dạ em cũng gặp nhiều khó khăn lắm anh. Làm người ta sợ, người ta đâu có tin tưởng mình làm đâu anh. Người ta phải e dè, người ta sẽ chọn là người nào tốt hơn. Mình phải thuê người ta, cho người ta tiền, người ta mới làm mình. Để mình thực hành. Dạ, để mình thực hành. Rồi mình lên tay rồi mình mới có nhiều khách hàng hơn. Mình lên tay thì mình sẽ có nhiều khách hàng hơn. Bây giờ thì em có nhiều khách hàng chưa Tâm hả? Thì em bây giờ thì cũng lai rai. Cái giai đoạn này trong cái công việc của em á, có nghĩa là bây giờ em ít show. Và cái phần thẩm mỹ của em chỉ mới bắt đầu thôi. Thì về việc kinh tế để lo lắng cho gia đình, cho mẹ hay là cho cháu á, thì nó có khó khăn hơn lúc trước không? Nói chung là em thì đã có một số vốn rồi, em làm em để dành dụm từ đã lâu rồi. Nên em vừa đi hát, vừa đi học và vừa đi làm, em thấy cũng có ổn định. Vì công việc của em là đi hát thì em sẽ cho Facebook em. Thứ nhất, thứ hai thì những người mà lớn tuổi không có Facebook thì em sẽ cho card của em. Thì em sẽ kết hợp giữa đi hát và thẩm mỹ luôn. Giống như mình sẽ quảng bá, mình sẽ có một lượng khách riêng của mình. Những người mà thích mình đó, đi hát người ta thích mình đó. Thì mình cho kẻ nó, chị ơi em có phun xăm như vậy á, có điêu khắc chân mày gì đó, chị có gì thì đến với em. Mình cho kẻ 20 người đi hoặc 25 người cũng chắc chắn em nghĩ sẽ có một người đến và ủng hộ em. Nói chung là bây giờ thì em hướng cái con đường thẩm mỹ là cái em sẽ xác định lâu dài về sau này. Vâng, em đã chọn thẩm mỹ là cái về sau, vì thực tế bây giờ là đã bắt đầu lên hàng 3 rồi, đã lớn tuổi rồi. Thì em nhìn mấy chị lớn tuổi á, đi hát á, nhất là chuyển giới không có gì hết. Nãy giờ nói chuyện với Tâm mà anh thấy kiểu Thiên Nga nhỏ bé lấp ló ở sau á. Để anh ra anh nói chuyện, anh hỏi thăm Thiên Nga một tí. Nhá. Heo ơi heo. Tên dễ thương quá. Nhà em toàn là heo không à. Em cũng heo nè. Em là heo chị nhỏ, heo em. Ôi, chào em. Hello, khỏe không? Lâu lắm mới gặp em. Anh nhìn tướng em là biết khỏe rồi. Chào anh Tân. Hai vợ chồng làm cái này là lâu chưa? Làm cái cơ sở này cũng được 4 năm rồi. 4 năm? Dạ, ngày xưa thì là nhỏ, em làm nhỏ lắm. Sau này thì em mở lớn ra và cũng đang dự định là mở lớn hơn thêm nữa. Thêm nữa? Dạ. Em nhìn về cái cuộc sống của Tâm đó, em định hướng cho Tâm cái nghề này. Có phải là em nhìn được cái tương lai của Tâm là nếu như đi hát đó
thì nó sẽ không có cái tương lai nào ổn định lắm. Thật sự mà nói, những người chuyển giới của tụi em á, đi hát á, người ta thường không có nghe chất giọng đâu. Thường là người ta lấy cái thị hiếu để mà người ta mua vui, để cho mua vui cho người ta thôi. Với lại sau này chị Tâm thì càng ngày càng lớn tuổi rồi, không thể tiếp tục đi hát nữa, với lại sức khỏe của những người chuyển giới rất là yếu. Em thấy chị hả, làm buổi sáng mà nhiều khi có một cái vẻ rất là mệt, với lại sức khỏe bây giờ em thấy yếu lắm, nên thôi em định hướng một cái hướng khác. Em thấy cái tay nghề của Tâm giống như là cái sự học hỏi của Tâm tốt không? Nói chung là cái sự học hỏi thì rất là ok. Người ta nói là mình có tật thì luôn luôn có tài, và đặc biệt những người chuyển giới như chúng em á, thường là sẽ có một cái tài nào đó ở trong cơ thể của mình, và đặc biệt là có rất là có hoa tai. Chị Tâm tai nghề thì rất là khéo léo luôn, nhưng mà có một cái khuyết điểm nữa là hay thức khuya để đi hát. Sáng mai có một cái công việc mình làm tiếp thì khách người ta lại á, mình mệt mỏi, người thấy người ta cũng sợ lắm, mà chị thường hay giống như là tiếc cái công việc của mình á. Ví dụ như có show đi hát thì hay đi lắm, không có bỏ. Nó cứ đi như vậy, đâm ra cái sức khỏe tình trạng bây giờ nó rất là yếu, nó không được khỏe nữa. Em chào chị ạ. Chị biết Tâm lâu chưa ạ? Biết Tâm thì khoảng trên 18 năm rồi. Trên 18 năm rồi ạ? Ok. Làm sao mà hai chị em có thể biết được nhau ạ? Cũng như ngày xưa là Tâm có đi show với My. Dạ vâng. My là người chính đưa Tâm đi qua bên Thái Lan chuyển giới. À, chị là cái người mà Tâm nói là cái người đã đưa Tâm đi qua đó rồi chăm sóc Tâm mấy cái ngày ở bên đó. Chăm sóc cho Tâm rồi lo cho Tâm đúng nửa tháng mới quay về Việt Nam là tới bây giờ luôn. Tâm thì cái tính rất là dễ thương, rất là vui vẻ. Nhiều khi đi vô trong một cái đám đó hát thì một cái thằng đàn ông đó nó phải chằn gậy với cái thế giới cũng như là của Tâm với My, thì Tâm cũng phải chịu khách vì đồng tiền. Thì một thời gian thì Tâm cũng làm ăn rồi, bây giờ Tâm cũng như là quyết định là Tâm phải có một cái nghề trong tay của Tâm. Xô xiết giờ chắc nó cũng ế. Vâng. Rồi người ta cũng mất tiêu gì, Tâm muốn có một cái nghề cũng như là chính thức của mình. Và chúng ta đã cùng trải nghiệm một ngày cùng với Tâm và mẹ của Tâm, chia sẻ những câu chuyện về tình yêu thương trong gia đình và về chuyện nghề, chuyện những băn khoăn trăn trở và cả tình yêu của Tâm nữa. Và chúng ta hãy cùng nhau chúc cho Tâm tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình, để cuộc sống của Tâm không còn phải cô đơn nữa.